Em thấy chung cư năm nay cũng khác giống như mọi năm, cũng không khác bao nhiêu nhỉ. Cái không khí nó vẫn nhộn nhịp vui tươi, vẫn các bạn giới trẻ đến đây cũng rất là đông, cả người nước ngoài nữa họ cũng đến đây để xem cái không khí của chung cư Việt Nam như thế nào, ở Việt Nam như thế nào, và mọi người cũng đến đây chụp ảnh, các bạn trẻ đến đây chụp ảnh rất là vui. Thì có rất nhiều cái mới, như là những cái mô hình mới, rồi là những cái nó cũng có nhiều cái mới để mình dẫn gia đình đi tham gia. Thì năm nay thì mình cho gia đình đi trước, bởi vì là thực ra là thứ mọi ngày trong tuần ấy thì cũng bận việc đi làm, thì cuối tuần này có thể đi chơi thì mình sẽ tham gia đây trước. Thực ra là không khí thì ở Hàng Mã thì nó có những cái sôi động từ ngay từ đến cái thời điểm này rồi, nên là mình chơi lúc này cũng là ổn rồi.